chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Chiều nay thì Nick dừng ở một cái ngã tư ở quận nhất để quan sát tình hình giao thông thực tế như thế nào. Bởi vì hôm nay là ngày thứ năm, ngày 7 tháng 10, đúng một tuần sau khi Sài Gòn mở cửa thì kể từ ngày 1 tháng 10 đó, thì mọi người được ra đường đi làm thì tương đối cũng khá là đông rồi. Bây giờ là giờ tan tầm thì tình hình giao thông cũng rất là đông tại các ngã tư. Thì đây là một cái ngã tư ở quận nhất, ngã tư Trần Hưng Đạo và đường Nguyễn Thái Học. Thì Nick review một tí ít phút cho cô chú chị mình quan sát tình hình giao thông như thế nào nha. Theo quan sát thì Nick thấy là rất là đông xe và người giờ tan tầm này đi về nè, khá là đông trên đường phố luôn. Mặc dù là so với bình thường trước dịch thì chưa là thấm vào đâu, tuy nhiên thì cho thấy là hiện tại đang rất là đông rồi. Cho nên là những người mà có được 2 mũi vaccine thì tự tin đi làm, đi ra đường thoải mái rồi. Và một lời nhắn nhủ luôn cho cô chú chị và các bạn nào mà chưa tiêm đủ được vaccine thì tranh thủ lên nha, để chúng ta được hòa nhập vào cuộc sống bình thường mới hiện tại và trong thời gian sắp tới nữa, phải không ạ? Do đó thì tranh thủ lên và đừng ngần ngại, đừng lựa chọn gì vaccine nữa, có loại nào thì tiêm nhanh loại đó, bởi vì chúng ta không thể chần chờ lâu hơn nữa, phải không ạ? Phải cố gắng nhanh lên, tiến độ nó sẽ không chờ được mình được đâu, và mình phải chủ động thôi, đừng suy nghĩ nữa. Và thấy mình ổn với các loại vaccine thì nên đi tiêm vaccine đi để được tái nhập vào cuộc sống hiện tại nha cô chú anh chị và các bạn ơi. Bây giờ mời mọi người quan sát tình hình giao thông nha. Mấy bữa nay thì dự đoán là mở cửa sẽ có bùng nổ việc tăng các ca dương tính nhiễm virus corona sẽ tăng lên rất là nhiều. Tuy nhiên thì vừa rồi qua các buổi thì cô chú chị mình cũng theo dõi tin tức trên báo chí truyền thông đưa tin đó, thì số ca nhiễm đang giảm rất là nhiều, một tín hiệu rất là đáng mừng luôn.
Và sắp tới thì quận 7 đang xin là từ ngày 10 tháng 10 sẽ mở cửa cho mọi người có thể đến ăn uống tại chỗ, không cần phải mang đi nữa. Một tín hiệu đang rất là vui, hy vọng là nó sẽ thực hiện được trong từ ngày 10 tháng 10 và sắp tới là các nơi của toàn thành cũng được mở như vậy. Rất là mong là như vậy sẽ sớm trở lại cuộc sống bình thường như xưa thôi cô chú anh chị và các bạn ơi. Mong là như vậy nha. Đây là nhà 62 Hồ Hảo Hớn, trung tâm quận nhất nha. Theo yêu cầu của anh Jackie Trung thì nếu có gặp được người thân thì hỏi thăm luôn các review căn nhà, và nếu thấy là có mở cửa nè thì sẵn hỏi thăm dùm người nhà hiện tại như thế nào cho anh Jackie Trung luôn nha. À, chị Mỹ Vân đây nha anh Trung ơi, chị khỏe khoắn mà trong mùa dịch nữa. Khỏe nhá, bao giờ về Việt Nam chơi thì ghé chơi với chị nhá. Tại vì mất rồi, mất được gần 3 năm rồi nhé. Ừ. Chị cảm ơn em nhiều. Còn bây giờ thì Nick đang ở trên cầu Ông Lãnh nha. Cầu này thì nói giữa quận nhất và quận tư. Phía trước mặt đó là bên các căn hộ cao cấp bên quận tư. Phía dưới là đường Bến Vân Đồn và có nhà thờ Vĩnh Hội nè. Rồi phía dưới là rạch Bến Nghé nè cô chú anh chị mình nha. Nếu mà trời buổi chiều mà đẹp trời đó thì ở khu vực này ngắm cảnh rất là đẹp luôn, ngắm hoàng hôn xuống là tuyệt vời. Tuy nhiên là trời cũng đang mây đen chuyển mưa rồi. À, phía dưới là đại lộ Võ Văn Kiệt đây, còn đây là đại lộ Đông Tây nối quận nhất với lại quận 2 qua đường hầm Thủ Thiêm. À, chiều nay review một ít về đường phố trung tâm là cô chú anh chị á. Bây giờ thì Nick sẽ tranh thủ đi về nhà bởi vì trời đang chuyển mưa, sắp mưa tới nơi rồi. Nick xin tạm dừng video clip của chiều hôm nay tại đây. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Hẹn gặp lại ở những video clip kỳ sau. Còn bây giờ thì chúc một buổi tối mình đang vui vẻ với bên gia đình.
chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn. Tạm biệt tất cả mọi người nha, hẹn gặp lại.